Em chào các bác nhá. Hôm nay em lại tiếp tục review đến các bác một thương hiệu Trek, một MTB rất là đẹp luôn, hàng sách tay mới đến 95% các bạn. Đấy. Hàng sách tay có giấy tờ, hàng con này là có đấu giá trên mạng các bác nhá. Đấy. Có giấy tờ từ Nhật về, một MTB. Con này là có size đứng bằng 42, sang ngang là 57, nó tương ứng với là size S đấy các bác ạ. Đấy, cái này phù hợp với các bác từ 1m6 đến 1m75. Các bác nhá. Đấy. Con này là vành 29. Rất còn mới, một em check MTB vành 29 các bác nhá. Phanh dầu trước sau, phanh đĩa dầu. Quá xuất sắc luôn, quá đẹp. Đấy. Bác nào mà có nhu cầu thì alo cho em qua số điện thoại 0918 096 215. Số điện thoại trên em dùng Zalo các bác nhá. Đấy, và địa chỉ cửa hàng nhà em là ở khu Cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Đấy, em nhận bao ship toàn quốc. Một em MTB check có size đứng bằng 42, size ngang bằng 57, tương ứng với size S các bác nhá. Đấy. Người cao từ 1m6 đến 1m75. Đấy, đi con này là ok. Đấy, quá đẹp luôn, một em MTB. Mới xuất sắc luôn, mới 95%. Đấy, và em sẽ vào chi tiết để cho các bác theo dõi. Đấy, một em check thương hiệu đến từ Mỹ các bác nhá. Dây em sườn toàn bộ rồi. Đấy, đây là model của xe. Đấy, con này chạy với bộ group của nó là Acera 9 Acera. Đấy, tay đề bấm xả đằng trước là Acera các bác nhá. Đấy, tay phanh dầu Shimolo, ni lông phốt tăng nhôm. Đấy, Acera. Acera này. Đấy, đây là logo của BNC. Đấy, cặp sóc trước là sóc lốc sóc các bác nhá. Đấy, lốc sóc màu đen chuỗi hết, rất là đẹp. Đấy. Con này là lốp của nó là vành của nó là vành 29 các bác nhá. Đấy, lốp là lốp Bonchanger. Lốp Bonchanger. Vành cũng là Bonchanger các bác nhá. Cặp vành Bonchanger. Rất là đẹp. Đấy, cái phần này là độ vào các bạn. Cái mui chắn bùn này. Đấy, con này nó có chế độ hành trình này. Đấy, gạt này. Đấy. Xe này còn rất là mới. Xe này quá xuất sắc luôn. Đấy, yên theo xe các bạn, Bonchanger. Yên Bonchanger các bác nhá. Đấy, cậu yên thế. Đấy, yên còn rất là mới, rất là đẹp. Đây các bác này. Đấy, lốp sau cũng là Bonchanger. Cặp vành đấy các bác nhá. Cặp vành không phải là cặp vành Bonchanger đâu các bác nhá. Rồi em xin lỗi. Đây, vì nó bóng anh em không nhìn này. Đây, em quay cho các bác. Đấy, đây thương hiệu của vành này. Chữ gì nó bóng đen em xin lỗi. Centurion. Đấy, vành là của Centurion của Đức các bác nhá. Đấy, vành là thương hiệu của Đức, Centurion. Đấy, con này chạy với 9 nip. Đấy. Đằng sau của nó là Alivo. Rất là đẹp. Đằng sau Alivo. Đấy, đùi đĩa của nó là đùi trục giống các bác nhá, Shimolo. Gạt đè trước là Alivo. Xe thì còn quá xuất sắc. Đây có những cái vết xước nhẹ nhẹ đây. Ở mỗi chỗ này thôi các bác nhá. Đấy. Dây em sửa hết toàn bộ rồi. Đấy. Con này là có giấy tờ từ Nhật về đây các bác này. Đấy, con này là giấy tờ đấu giá từ Nhật này. Em sẽ quay sang mặt trái để cho các bác tham khảo. Quay qua một lượt nữa và cả mặt trước. Đây là mặt trái các bác nhá. Đây là mặt trái. Cái này là cái chắn bùn người ta độ vào nhá. Bản của nó không có đâu. Đấy. Phanh đĩa dầu Shimolo. Đấy, sóc của nó là sóc lốc sóc rồi các bác nhá. À, sóc lốc sóc. Đấy. Vành này là vành Bonchanger, đúng rồi. Đây giờ mới nhìn rõ vừa nãy này. Bonchanger, vành Bonchanger các bác nhá. Đấy. Vành Bonchanger đây, em quay đây. Vỏ cái mặt kia nó không, chữ nó mờ em nhìn nó không rõ. Đấy, em phải quay qua lại. Đây, cái chữ Bonchanger đây. Đấy các bác nhá, đây Bonchanger đây. Đấy, vỏ lấy mặt kia nó ấy em nhìn nó không rõ. Đọc nó xa.
Đấy, bọn chân gơ. Đấy, lốp này, bon chân cơ. Rất là mới, chưa sắt sát một tí nào hết. Đấy. Phanh đĩa dầu sau cũng là Shimano. Đấy, trục rỗng các bạn. Đấy, trục là trục rỗng. Đấy, tem con này nó có tem nội địa Nhật đấy các bạn. Và rất là mới, mới dán như hầu như là mới dán vào. Đấy, khung của nó là nhôm alpha. Đấy, đây. Đây là mã vạch của xe các bác nhé. Đấy. Xe thì còn mới đến 95%. Còn khá mới các bạn. Còn mới lắm. Đấy. Và em sẽ nói lại con này. Con này là như vừa nãy em nói là cặp vành bon chân gơ các bác nhé. Chứ không phải là xe tu liêng. Vừa em nhìn nó phản ánh sáng, em nhìn nó không rõ. Đấy. Vành của nó là bon chân gơ, lốp bon chân gơ đấy các bạn. Vành là vành 29. Con này size là size S, tương ứng với người cao 1m6 đến 1m75 các bác nhá. Một em MTB quá xuất sắc luôn. Đấy, các bạn nào có nhu cầu thì alo cho em qua số điện thoại em ghi trên tiêu đề các bác nhá. Đấy, và em cũng xin phép được dừng video tại đây và cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau nhá.